MV mới của Hoàng Thùy Linh cắn mốc top 1 trending YouTube, có gì hot? MV Bossy Bo của Hoàng Thùy Linh lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian đang nắm giữ top 1 trending YouTube với nhiều hình ảnh được đầu tư chỉnh chu. Tối ngày 12 tháng 12, Hoàng Thùy Linh đã chính thức cho ra mắt MV Bossy Bo, một track trong album Linh được phát hành trước đó của nữ ca sĩ. Trong số các ca khúc trong album thì Bossy Bo là ca khúc được đông đảo khán giả dành tình cảm yêu mến nhiều nhất nhì bởi chất nhạc hiện đại, ca từ mang đậm chất chơi chữ, đánh đố. Sau gần 5 ngày ra mắt, MV Bossy Bo của Hoàng Thùy Linh đã chính thức cán mốc vị trí cao nhất của Top Trending YouTube Việt Nam. Theo đó, cùng với con số hơn 1 triệu lượt xem và đang có dấu hiệu tăng trưởng liên tục, MV tái xuất lần này của giọng ca để mị nói cho mà nghe cũng đã chễm chệ nằm ở vị trí 1 trending YouTube. Tiếp tục giữ vững thành tích đáng tự hào như các sản phẩm tiền nhiệm trước của Hoàng Thùy Linh cũng đã từng đạt được. Với sự đầu tư chỉnh chu, nghiêm túc trong từng sản phẩm nghệ thuật, đây quả là trái ngọt mà Hoàng Thùy Linh gặt hái được sau những tháng ngày ấp ủ lên ý tưởng cho MV lần này. Hứa hẹn ca khúc lẫn MV này sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. MV ca khúc không được đầu tư theo kiểu drama hay có kịch bản cụ thể. Ekip chỉ dựng theo hình thức dance practice, tập vũ đạo, nhưng phần thiết kế sản xuất rất chăm chút. Hai tông màu chủ đạo được sử dụng trong MV là màu xanh và màu tím. Bên cạnh đó, ekip cũng pha trộn nhiều màu sắc sặc sỡ để tạo hiệu ứng đẹp mắt. Điểm ít ai biết, đó là phần vũ đạo của các vũ công được mô phỏng lại loạt trò chơi dân gian Việt Nam nổi tiếng, bao gồm quản tù tì, chi chi chành chành, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, trốn tìm và nhảy dây. Ngoài ra, theo ekip, Hoàng Thùy Linh cũng lấy cảm hứng từ hình tượng trong tín ngưỡng, tương tự loạt MV trước đó gồm Tứ Phủ, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già. Tất cả đã tạo nên một sản phẩm hấp dẫn về phần nghe lẫn phần nhìn. Tuy nhiên mới đây, đoạn rap của Hoàng Thùy Linh trong Bossy Bo bất ngờ dính nghi vấn đạo nhái verse rap của Lisa, Blackpink trong Pink Venom. Theo đó, cộng đồng mạng đã thực hiện một đoạn clip so sánh phần rap giữa hai ca khúc và nhận về nhiều sự chú ý của đông đảo các khán giả. Đa số các ý kiến đều cho rằng hai đoạn rap có hơi hướng giống nhau và dễ gây liên tưởng. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nếu như nghe kỹ thì sẽ thấy đây là hai flow rap hoàn toàn khác nhau và do đọc nhanh nên mới khiến nhiều người hiểu lầm. Nói về lý do Bossy Bo thay vì ca khúc nào khác trong đĩa nhạc, Hoàng Thùy Linh cho biết do cuối năm là dịp mà mọi người đều nhìn lại, kiểm điểm và nói lời chào tạm biệt đến những điều không hay. Và nữ ca sĩ cũng quan niệm rằng những điều tiêu cực cũng như một màng lọc khiến ta không thể thẩm thấu được những điều đẹp đẽ. Chính vì thế, việc bo xì những điều khiến mình cau mày sẽ giúp cho mọi người có được tâm hồn lành mạnh, trong suốt, dễ dàng tiếp cận những năng lượng tích cực hơn trong năm mới.